Bất động sản miền quê xin kính chào quý cô chú, quý anh chị, quý nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Dạ, hôm nay em đang đứng ở vị trí đây là đường Gia Canh Phú Hòa quý anh chị ha, trục đường chính để mà giao thương giữa hai xã Phú Hòa và Gia Canh, và đâm thẳng đây luôn thì đi về hướng Bình Thuận quý anh chị ha. Là mình đi ra thị trấn huyện Định Quán, và đường này thì mình đi về hướng Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, trung tâm hành chính của xã Phú Hòa quý anh chị ha. Đường thông thương, đường giao thương giữa hai xã Phú Hòa và Gia Canh. Thì tương lai cái đường này thì dự kiến sẽ làm đường nhựa lớn quý anh chị ha. Tương lai dự kiến đường làm đường nhựa lớn. Đường thời tại đường thông thương giữa hai xã mà. Đó là dự kiến tương lai. Là trục đường chính quý anh chị. Thì hôm nay em đi quay căn biệt thự quý anh chị ha, biệt thự nhà vườn. Biệt thự nhà vườn rất là lớn luôn. Biệt thự nhà vườn rất là lớn. Đây. Căn nhà đây, miếng đất này đây, nhà đây. Thì miếng đất này có tổng diện tích là 11.000 mét vuông quý anh chị. Mẫu mốt quý anh chị ha. Trên đất này thì là cổng cửa nẻo quý anh chị thấy rồi, kiên cố lắm rồi. Đó. Rất là đẹp, quay sơ ha. Rất là to ha. Biệt thự vườn. Căn này cũng so sánh khu vực này thì không, căn nhà này hơi bị VIP khu vực này ha. Em nói sâu xa về cái địa lý trước thì em quay nhà sau ha. Thì là cái từ vị trí ra cái căn nhà này á, đi về thành phố Hồ Chí Minh là 110 km quý anh chị ha, 110 km. Mình đi ra Gia Canh á là 4 km quý anh chị, 4 cây số là tới Gia Canh quý anh chị, tới Gia Canh. Rồi mình đi về quốc lộ 20 là 6 km quý anh chị ha. Quốc lộ 20 là 6 km. Đó. Đi về Đà Lạt là 180 km. Mặt tiền đường của cái căn nhà này, mặt tiền này dài từ đây qua đây hết hàng rào luôn. Là 80 mét mặt tiền. Đất thổ cư quý anh chị, đất thổ cư. Đất thổ cư. Trên đất hiện tại là đã có được 300 mét thổ cư quý anh chị. Là chủ nhà đã lên được 300 mét thổ cư rồi. Còn mình muốn lên bao nhiêu thì mình tùy mình ha. Đó, và tuốt tới đây. Đất mình toàn lạc ở xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai quý anh chị. Có đèn. Đó, cổng nẻo tuốt đó ha. Về đây. Thế cổng là biến trị giá trị cỡ nào rồi. Giờ em quay chi tiết trong cái nhà ha. Cái này là biệt thự vườn. Trên đất thì trồng cây ăn trái quý anh chị. Có hồ bơi luôn ha. Đất mình có hồ bơi, cây ăn trái luôn. Đây là trồng tắc nè. Trồng bưởi, trồng mãng cầu. Trồng dừa, tất cả các trái luôn. Xoài đâu ha. Đó là mãng cầu Thái. Đó, từ từ mình quay cái vườn sau ha, giờ quay chi tiết cái nhà trước đi ha. Đây có nhà vườn đậu ô tô. Nhà vườn đậu ô tô. À, quý anh chị thấy không? Có camera an ninh hết ha, gắn camera sẵn hết rồi. Chung cái nhà này chỉ về ở thôi. Kiểu hiện đại ha. Nhà đẹp kìa. Em sẽ quay cho quý anh chị xem là cái phòng khách trước ha. Đây, phòng khách đây. Nhà bếp. Đang là gỗ xịn không quý anh chị ha. Đây là gỗ xịn không á, gỗ gia tị. Gỗ xịn không, bếp nút. Rất là sang quý anh chị ha. Ốp đá hoa cương, điện âm tường hết hiện đại ha. Thì nhà này thì có tổng cộng là 2 phòng ngủ quý anh chị ha. 2 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh. Nhà rất là mới ha, nhà cũng mới xây thôi. Thông thoáng, kiểu nhà vườn mà cửa rất là nhiều, rất là thông thoáng, mát mẻ. Đây là...
Đây là tủ gỗ âm tường hết hiện đại quý anh chị. Đó, tủ gỗ âm tường hết. Máy lạnh đầy đủ ha. Rồi, toilet thì anh chị thấy sạch sẽ ha. Đó, toilet đây. Mở cái nhà phòng bệnh ra, bật đèn lên rồi, mấy lần này kéo kéo đèn ra đó. Thì kiểu nhà vườn miền quê mà quý anh chị lúc nào cũng cửa sổ nhiều hết ha, cho thông thoáng mát mẻ đó. Cái phòng này như đó mát mẻ đó, view ra phía trước luôn, hai bên luôn đó, rất là an ninh ha. Đây là sắt lớn nè, còn cái cửa nè, đó rất an ninh luôn, cửa bên trong và cửa cái cửa ngoài nữa. An ninh cực kỳ. Đâu quý anh chị thấy không? Thấy kiên cố không? Rất kiên cố, hai lớp cửa ha. Tủ âm tường hết luôn. Đó quý anh chị thấy không? À, nhà đã xây thiết kế rất là khoa học. Đó. Đèn ngủ đồ cũng hiện đại hết, âm tường hết. Nhà rất là sang quý anh chị ha, rất là sang. Rồi bên đây là cái kiểu nhà mát quý anh chị, đây là nhà mát đó. Có đây là kiểu cái này nhà mát nè, để nghỉ ngơi, có vòm đậu ô tô. Rồi nhà mát đây đó. Nhà mát đây ha, có nhà mát đây, bộ sập bộ ngựa đây nè, để nghỉ ngủ trưa rồi luôn ha, bộ sập bộ ngựa. Phía sau đây là nguyên của nhà vườn rất là to nữa nè, đó còn có khảo cái sảnh nhà vườn rất là to nè, đó có nhà vườn này bao la luôn. Đúng kiểu nhà vườn ha. Đó, cửa sổ này, cửa này ra nè. Đây thêm một toilet nữa nè. Rất là sạch sẽ. Bên đây có một cửa ra nè. Bởi vậy rất là mát ha. À, quý anh chị thấy không? Hàng rào là xây cao mút qua đầu luôn ha. Ba cửa sổ sao? Trên đây là đã khung trắng hết rồi. Rất là an ninh luôn. Đây là một gian bếp đó nè, có gian bếp bên ngoài ngoài trời nè. Bếp này để tiếp khách nè, để mà tiếp khách rồi ăn uống ăn nhậu nè, đó, cuối tuần đó. Trong kia một cái bếp nữa, ngoài đây một cái bếp nữa, bếp này dành để ăn nhậu tiếp khách ha. Bếp kia là sinh hoạt của gia đình, còn bếp ngoài đây là gian cái ngoài đây là dành để tiếp khách. Hình dung quý anh chị hình dung ra ha, cái kiểu nhà vườn vậy ha. Rồi để hồi nay em quay, bắt đầu em quay chi tiết về sân vườn quý anh chị xem. Rồi bây giờ em sẽ quay cho chi tiết về cái ngoài ngoài sân cho quý anh chị xem ha. Đây là quý anh chị thấy hàng rào đó, đẹp không? Đúng kiểu biệt thự vườn ha. Trước đây thì hiện tại vì chủ nhà cũng không có trồng cây, xưa là trồng cây kiểng dữ lắm ha. Sau này đó là để khoảng khoảng trống đó, sau này mình uống gì mình trồng, gì mình trồng trước mắt mình nè, đó mình tạo nè, trồng cỏ trong đó là quyền của mình. À, thiết kế đúng kiểu sân vườn cho mình trồng rồi đó. Tường rào là cao 3 mét mấy 4 mét luôn nha quý anh chị, chống chạm luôn quý anh chị, thấy tường không? Đó, ngồi đứng như tường coi, đứng 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 như tường, giơ tay lên có cao cái nào đó. Đó này nó phải 1m8 1m9 rồi đó, thấy không? Mà giơ tay là không qua, thấy không? Đó tường phải 3 mét hơn quý anh chị ha, xây hết cái luôn dài dài tuốt sao quý anh chị thấy đó. Nội cái phần tiền xây dựng tường rào không, với lại cái căn nhà này thôi là quý anh chị thấy nó là giá trị cỡ nào rồi, nó kiên cố cỡ nào ha. Trên đất thì có dừa uống nước ha, có bưởi bưởi rồi nè, trước nhà có bưởi nè, rồi có hồ bơi nữa nha quý anh chị ha, hồ bơi kim đun hồ chứa nước để mình tưới nè ha. Để hồi mình quay phía sau chúng chị xem, bắt đầu mình quay nè. Bưởi. Đây là mấy cây này là cây mãng cầu nha. Mãng cầu Thái á. Trái bự 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 quý anh chị, mãng cầu Thái không á ha. Mình... Có quả không? Có. Đâu gỡ trái thôi. Rồi mở trái coi thử không? Cái mãng cầu na bự cái nào? Đó, quý anh chị thấy măng cầu không? Cái bàn tay của em nè, cầm chưa hết thấy không? Đã không quý anh chị? Đó, măng cầu nè. Cái này có phải là nửa ký trở lên không á?
cũng ngon á, chất lượng luôn đó, thấy đã không? Xoài nè, mãn cầu nhiều lắm, mãn cầu mấy chục cây quý anh chị đó, mấy cây này mãn cầu không á đó. Xoài nè, mít nè, bưởi đã không, mít nè, mãn cầu nè, quá trời mãn cầu ha, ăn là mệt, cái này chứ bán luôn chứ ăn gì. Nói chung ở vườn này thì chịu làm vườn thu hoạch cũng nói chung là tiền chợ khỏi suy nghĩ ha, tiền chợ, tiền điện, tiền nước rồi khỏi suy nghĩ. Cái vườn này tới mẫu mẫu mốt mà cây ăn trái thành hình hết rồi, bưởi nè, da xanh nè, cam sành nè, mãn cầu nè, xoài các kiểu đó quý chị thấy không, bưởi lớn lớn hết rồi, bưởi này cũng 4 năm có rồi, đang nhau trái quá trời đó, có trái hết rồi ha, quá trời luôn. Mình chỉ đi sơ sơ thôi, đi hết cái vườn đi không nổi quý chị ơi, đi sơ sơ quý chị thấy thôi ha. Nè cam nè, cam nè, cam sành, cam uống nước nè, vậy là mà chưa nắng cái lụm cái mấy trái cam uống nước tuyệt vời ha, cam sành uống nước. Đây là cái hồ bơi quý anh chị ha, hồ bơi nè đó, hồ bơi luôn, để đi lên cho quý anh chị xem ha. Hồ bơi này chắc lâu không sử dụng rồi, chắc nước cũng dơ rồi, lâu không sử dụng quý anh chị đó. Đây hồ bơi luôn ha, hồ bơi luôn, hồ bơi luôn, hệ thống xả đầy đủ ha, đầu ra đầu vô bình thường hết ha, hồ bơi rất là to luôn ha. Bơi ở miền quê có hồ bơi cũng ngon chứ quý anh chị, lâu quá không có xài tới. Ăn ủ phân ha, vô là ủ phân, phân này phân chuồng, phân đậu phân sạch phải không? Ừ. Thấy đất cây tốt, xanh lè ha. Điều. Đây đủ mọi loại cây luôn. Đây đúng nghỉ dưỡng luôn, có hồ bơi nè, có trái cây nè, bốn mùa luôn ha. Bưởi, cam, gì chanh, dừa, tắc, mít, mãn cầu. Nói chung các kiểu trái cây luôn. Đó, anh chị thấy hai bên này trái cây không? Nó trái xum xê hết nha. Cây nào cũng có trái hết. Ăn hết để rụng luôn anh chị không? Để rụng tùm lum dưới đất thấy không? Một năm nếu mà mình chịu làm, một năm kiếm vài trăm triệu nha quý anh chị. Cái vườn này nè, mẫu mốt đất á, kiếm vài trăm triệu bình thường. Đó quý anh chị thấy không? Đó, tường rào dẫn với chân thành chứ. Đó, quý anh chị đâu có sợ trộm cắp thấy không? Đó. Thấy không? Cái tường này 4 mét có, cái tường này cao phải 4 mét. Đó, nó cao dẫn với chân thành gì đó, quý anh chị thấy không? Cao 4 mét có. 5 mét chứ. Ừ, đó. Quý anh chị thấy đã không? Rồi. Em quay xung quanh đại khái với anh chị ha. Là tường phủ qua xung quanh đã xây tường kính hết rồi, cao hết rồi. Cái này mà ai mà đam mê nuôi gà nó dịch thì khỏi sợ mất luôn ha. Nói chung đây nuôi gà khỏi sợ mất luôn. Đó, phù hợp với anh chị nào thích làm trang trại, trồng trái cây đó là khỏi sợ trộm ấy ha. Đó là quý anh chị tính thử rồi, cái 11.000 mét vuông là mẫu mốt á. Cái tiền xây cái nhà đó, xây căn nhà như vậy, có nhà mát, có hồ bơi, rồi có luôn à, tường gào xây cao 4 mét, 5 mét kiểu đó nữa, thì quý anh chị tính bao nhiêu tiền tính thử đi ha. Đó, quý anh chị tính thử đi biết à. Thì cái miếng đất này chủ nhà đang kêu bán với giá là 7 tỷ rưỡi quý anh chị. 7 tỷ rưỡi cho 11.000 mét vuông đất thổ cư. Có căn nhà, có căn nhà bự, đó, có nhà mát, có hồ bơi, có vườn trái cây. Tường rào thì xây kiên cố. Tường rào xây kiên cố. Thì quý anh chị tính thử bao nhiêu tiền hợp lý không ha. Rồi cái này em thấy cái nhà này là nói về xếp dạng là đại gia ở đó. Rồi em xin chào cả nhà, kính chúc quý cô chú quý anh chị có ngày làm việc vui vẻ hạnh phúc nha. Quý anh chị cô chú thấy kênh em hay thì cho em xin lượt đăng ký nha, lượt chia sẻ ủng hộ kênh em nha, để em có động lực đi quay nhiều clip về bất động sản cho quý anh chị tham khảo ha. Rồi chào tạm biệt. Bye bye.